Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay, rãnh áp thấp vẫn tiếp tục duy trì và là hình thế chính chi phối các tỉnh miền Bắc. Vì thế, ở Bắc Bộ vẫn có mưa và mưa rào rải rác, cục bộ có nơi có dông. Nguy cơ về lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh vẫn còn, nhất là ở các tỉnh vùng núi phía Bắc, nên bà con vẫn cần hết sức lưu ý. Do trời nhiều mây và có mưa, nhiệt độ trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ sẽ không cao. Với các tỉnh Trung Du và vùng núi phía Bắc, nhiệt độ chỉ từ 23 đến 25 độ. Vùng đồng bằng nhiệt độ là từ 25 đến 26 độ. Vùng thấp nóng phía Tây suy yếu đồng nghĩa với hiệu ứng gió phơn yếu đi, vì thế nắng nóng trong ngày hôm nay ở miền Trung sẽ thu hẹp lại về cả diện và mức độ. Dự báo vùng nóng sẽ là từ Quảng Bình trở vào đến Quảng Ngãi với mức nhiệt là từ 35 đến 37 độ. Riêng một số nơi vùng núi phía Tây thuộc các tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế là có nhiệt độ cao trên 38 độ. Còn phần còn lại là các tỉnh phía Bắc của miền Trung như Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh cũng có nắng nhưng mà không quá nóng, nhiệt độ dưới 34 độ. Lưu ý là chiều tối nay mưa rào và dông sẽ xuất hiện rải rác ở khu vực miền Trung. Riêng Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh có thể có mưa dông mạnh, nguy cơ về lốc sét, mưa đá và gió giật đi kèm nên người dân ở đây cũng cần hết sức lưu ý. Nam Bộ và Tây Nguyên hôm nay vẫn có nắng nhưng mà cường độ không còn gắt như những ngày trước nữa. Dự báo mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên giảm xuống còn từ 30 đến 33 độ. Trong khi đó, ở khu vực Nam Bộ, nóng vẫn xuất hiện trên diện rộng ở các tỉnh miền Đông, nhưng nhiệt độ giảm nhẹ xuống còn từ 35 đến 36 độ. Đối với các tỉnh miền Tây, nhiệt độ dưới 34 độ, không còn nơi nào có nắng nóng nữa. Trên biển, ở Vịnh Bắc Bộ hôm nay sẽ có gió đông bắc đến đông dù cường độ không mạnh, chỉ khoảng cấp 4, cấp 5, nhưng sẽ có mưa rào và dông rải rác gây giảm tầm nhìn, nguy cơ xảy ra tố lốc và gió giật mạnh nên người dân cần hết sức lưu ý. Các khu vực khác thì chỉ có mưa ở một vài nơi. Và sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.